Những điều bạn nên biết cho chuyến đi du lịch tự túc tới Nhật Bản. Đi du lịch tự túc đến Nhật Bản có thể mang lại những trải nghiệm đáng nhớ, nhưng cần phải có sự chuẩn bị cẩn thận. Dưới đây là một số gợi ý để bạn có một chuyến du lịch suôn sẻ. 1. Lên kế hoạch và nắm vững thông tin, nghiên cứu kỹ về các địa điểm bạn muốn đến, lịch trình di chuyển, khách sạn, vận chuyển công cộng và các hoạt động du lịch. Nắm rõ thông tin về văn hóa, thực phẩm, tập quán để tránh gặp phải tình huống không mong muốn. 2. Lịch trình JR Pass nếu bạn dự định di chuyển nhiều bằng tàu Shinkansen tàu siêu tốc trong Nhật Bản, việc mua JR Pass có thể tiết kiệm chi phí lớn cho vé tàu. 3. Thẻ SIM điện thoại hoặc Wi-Fi di động, đảm bảo bạn có kết nối internet di động để tra cứu thông tin, định vị và liên lạc khi cần. 4. Ngôn ngữ, một số người dân Nhật Bản không thạo tiếng Anh, vì vậy việc học một số cụm từ tiếng Nhật cơ bản có thể giúp bạn giao tiếp dễ dàng hơn. Sử dụng ứng dụng dịch thuật cũng là một giải pháp hữu ích. 5. Lịch sự và tôn trọng, tôn trọng văn hóa và tập quán địa phương rất quan trọng. Luôn luôn thể hiện sự lịch sự, tôn trọng người khác và tuân thủ quy tắc địa phương. 6. Thức ăn và thực phẩm, Nhật Bản nổi tiếng với ẩm thực đa dạng và ngon miệng. Hãy thử nhiều món ăn địa phương như sushi, ramen, tempura và nhiều món khác. Nhớ tham khảo ý kiến trên mạng hoặc hỏi người địa phương về những quán ngon để thử. 7. Chỗ ở, đặt chỗ ở trước để đảm bảo bạn có nơi ở khi đến Nhật Bản. Có nhiều lựa chọn từ khách sạn, nhà nghỉ, Airbnb đến các lựa chọn truyền thống như nhà trọ kiểu truyền thống Nhật. 8. Vệ sinh, chú ý đến văn hóa vệ sinh địa phương. Thường thì bạn sẽ phải cởi giày trước khi vào nhà và có thể được cung cấp dép lê tại một số nơi. 9. Thời tiết và mùa, thời tiết ở Nhật Bản có thể thay đổi đáng kể tùy theo mùa. Hãy kiểm tra thời tiết và áp dụng quần áo phù hợp cho mùa đi du lịch. Nhật Bản có 4 mùa rất rõ rệt và mỗi mùa mang đến những trải nghiệm khác nhau. Mùa hoa anh đào và mùa thu thường là thời điểm đẹp để thăm Nhật Bản. Thời tiết có thể thay đổi đột ngột, vì vậy hãy chuẩn bị áo mưa, áo ấm và nón mũ khi cần. 10. Địa điểm tham quan, Nhật Bản có nhiều địa điểm thú vị như Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima, Nikko, Hokkaido và nhiều nơi khác. Hãy lên kế hoạch để tham quan những địa điểm bạn quan tâm. Tham quan các đền chùa và ngôi đền Shinto là một phần quan trọng của văn hóa Nhật đảm bảo bạn biết cách tham quan một cách tôn trọng và đúng quy định. Đối với một số địa điểm du lịch nổi tiếng, nên mua vé trước để tránh xếp hàng. 11. An toàn và sức khỏe, Nhật Bản là một đất nước an toàn, nhưng vẫn cần tuân thủ các biện pháp an toàn cơ bản như giữ gìn tài sản, tránh xa những tình huống nguy hiểm và thực hiện những biện pháp về sức khỏe nếu cần. 12. Mua sắm và vui chơi, Nhật Bản có nhiều cửa hàng và chợ đa dạng để mua sắm và vui chơi. Hãy dành thời gian tham quan các cửa hàng trung tâm mua sắm và thậm chí thử trải nghiệm mua sắm ở các cửa hàng tiện lợi. Nếu thấy video này hay, vui lòng ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút chuông hoặc subscribe hay logo siêu tập hay để nhận thông báo các video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.